Xin chào cả nhà. Lúc nãy mình quên đang một vài thứ chưa 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 đăng. Đây mình vừa đóng cho thằng cu em quả pin 12V. Đặt cái loại pin đó thôi. Đây này. Mình hôm nay mình có đi tháo ít cái bộ 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 bản lề cửa này. Đây, ai mà cần thì em có nguyên luôn. Thì mình xem giá thì hắn bán một là hai 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 đôi một cặp đấy, hai cái như thế này là 101. Đây nguyên bản của nó đây đấy. Này keo thôi chứ không phải gì đâu. Lắp đậy này, đậy vào đấy, lên. Còn cái này là cái tay cầm với khóa ở cửa đó. Đấy, mình chưa vặn vô này. Đây cái chỗ tay cầm này. Đấy, ở giữa đây là mình về mình làm cửa gỗ hay là cửa gì đấy thì mình lắp một cửa nào mà lắp. Đấy, đây là có một bộ này, mình coi đây được mấy bộ này. Rồi, 6 bộ. 6 bộ để mà tính tính tiền ra thì cái chỗ này mà mua mới thì cả triệu bạc. Cũng cả triệu bạc đó. 6 bộ với là tay cầm cửa. Còn mấy cái này là để mình bắt bắt mấy cái này vào. Đây. Kiểu gá gá vào đây. Ốc đây, ốc mình để riêng hết, mình tháo không thiếu một con nào luôn. Đấy, cái này ai mà đang làm cửa ở nhà mà làm cửa sắt hay cửa gì, cửa nhôm hay cửa nhựa gì, cái này cửa này là mình tháo ở trong cái bộ cửa nhựa ra đấy, bộ cửa nhựa đắt tiền lắm, cửa đang mới đấy, tháo ra đấy. Mua nhưng mà không 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 dùng đến, nhà ta không dùng đến. Đến mình mua được cái bộ cửa bộ 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 này. Tháo hết ra. Đích đích thân mình tháo luôn. Mình cầm em này đi. À em này chưa quảng cáo nhỉ. Em này cũng dễ nhá các bạn nhá. Cũng 350.000 máy pin sạc. Bảo chiều đây. Năm năm cấp trượt, một cấp khoan. Đấy. Cái đèn này. Ai cần mua hàng thì cứ nói mình nha. Mình cho cái đèn này mà về mà cho viên pin vô này mà dùng. Đấy. Còn cả súng thì năm sọi, năm sọi, năm sọi. Đây hôm nay mình mua quả này. Mua quả này hơi bị đắt. Quả đồng hồ cổ đó các bạn. Nhưng mà cái máy trong này. Đấy. Đồng hồ cổ. Còn mua quả này đang còn chạy này. Đấy. Mình vừa vặn cót. Mất xứ đến cái đường sau. Đèn thế đồng hồ cổ. Này ai chơi đồ cổ thì cứ liên hệ nha. Cổ thì cũng có 150. Cái này mình mua 200 đây này. Nặng lắm thôi, đồng cả thôi, bằng đồng hết, bánh răng bánh giếc. Cái ni mà nhà 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 ai mà có quả đồng hồ mà thay ấy. Thay bị hư mà thay cái này vào cót kiếp đang bình thường nhưng mình không sao, hiểu sao mà không 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 chạy được, không biết sao. Hay là mình chốt nhầm hay sao không biết. Đây mình có cái con này để mai mình phục hồi, đang chạy điện 220 nhá, đang còn chạy ngon luôn. Đó. Mình chưa làm vệ sinh.
hàng xuất điện 220 đang chạy phà phà luôn. Đấy, mai mình làm vệ sinh sạch sẽ bắt đầu mình mới bán được. Rồi cái chỗ đây là 250 các bạn nhá, 250 tất cả cái đèn luôn, 250 nhôm không, những cái này nhôm này mình xem trên Hazara là giá là 130 140 bộ là được hai cái thế này. Đó. Đây đầy đủ rồi. Này mình lắp vô cửa gỗ cũng được. Đây, đây nó hai nó vít này. Mình thích bắt vít vô bắt vít cũng được, mà thích thì đóng cái này cũng được. Đấy, không thì bắt vít. Vít thì mình tháo không thiếu một con nào hết. Ai mua thì mình đưa cả vít biết luôn. Đấy. 250. Còn cái này có 50.000 đấy nhá. Súng này. Chả biết 50.000 là đắt hay rẻ. À còn cái bơm xăng ô tô này. Cái bơm này là hãng là cái gì? Denso. Cái này là bơm được các loại ô tô luôn. Hôm trước là ông em mình ông mua là 630 mà chưa hề dùng. Đây này. 63 mà chưa hề dùng. Đây, bơm xăng này. À đi đây. Mình đọc cái nào. Bơm xăng Mazda CX3 đời 27 công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Trường Hải, địa chỉ thôn 4 Tam Hiệp, núi Thành, Quảng Nam. Japan, xuất xứ, địa chỉ 3/1. Ok, đó là mua hết 630 các bạn ạ, 630.000 ship về nữa. Đó, có tí có chút xíu gì 630 bạc đấy. Ai cần thì cứ alo cho mình nhé, bán một nửa tiền thôi, mới đẹp luôn. Ok. À, mình có tháo tivi ra được một cặp loa, các bạn nhìn trông gớm mặt không? Đây đường ra của nó này, trông như con phù thuyền. Đấy, một đôi. Các bạn thấy gớm mặt không? Là ốp hai bên hông tivi đó, đây ốp ngang gì này, đó. Một đôi. Thế là mua được con đi, mua được con loa bát, chưa dọn vệ sinh nữa kìa. Đấy, loa bát của tivi ngày xưa đấy, ngày xưa mà mua con tivi mà có quả lam trầm ở trên đó. Cái này bây giờ mà làm quả rắc đấu vô cái tivi LD bây giờ đấy, loa này bền lắm, nghe sướng. Cái này không biết là hiệu gì nữa, mình xem cái hiệu gì nào. À, tên tuổi đi này, chắc của Pana. Đấy, cái đó mình mua 100 bạc đấy. Rồi ok, xin chào cả nhà nhá, cũng muộn rồi, 1 giờ, hơn 1 giờ đêm rồi. Nãy mình quên mình không quay mấy cái thứ này, đang còn ít nữa. À, ai mua cây bơm xăng thì nói mình nhá, hú mình đang dùng được mới mà, mới đét luôn mà. 630.000 bạc. À, xin chào, hẹn gặp lại nha. Các bạn nên nhớ này, cái chỗ đây mà các bạn mà quy ra mà mua mới thì phải tầm cỡ phải triệu mấy, 2 triệu. Mua bây giờ mà mua nhá, cái đi nguyên cái mấy cái bản lề các thứ đi nhá. Là mình cho là 750 800 rồi.
như cái này nữa, cái bộ khóa này mất chìa rồi, các bạn về làm chìa vẫn đang đẹp. Hai cái tay cầm đó, dùng mua triệu hơn triệu mà không được cái loại này, loại kia mình thấy nó mỏng mỏng mà nó không có cái miếng 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 nhôm này che, không có miếng nhôm này che đậy vô gì đâu. Đó. Ok đó nhá, 250 rất tần tật luôn, đến bà cũng cần. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhá, xin chào nhá.